Audio Jump. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng thần thánh của mình á, thì mình sẽ khui hộp cho các bạn xem một sản phẩm mà mua online trên mạng, đó là một chiếc áo khoác nữ cá tính mua được trên Lazada. Giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Khui bịch chứ không phải là khui hộp, này chỉ có cái bịch thôi. Ui, làm sao cho nó không gắt. Trong túi thì chỉ có một cái áo thôi chứ không có gì cả. Hollister. Wow. Giá ở sao nó tận 29 đô. Đây là chiếc áo của chúng ta. Đây. Vải jean mềm và cũng khá là dày á, vải này mà thấm nước thì rất là lâu khô đó. Những cái chỉ này nó hoàn thiện chưa tốt lắm, này phải cắt hết cái này cho mình. Ở đây cũng vậy nè. Đây là xem mờ nhé. Và theo mình thì với một mức giá mà 100 và theo mình là với một mức giá là 180k như thế này thì mình nghĩ là khá ổn. Vải jean cũng khá là dày nhưng cũng không có cứng, rất là mềm, nó không có thô. Nếu các bạn nào có quan tâm tới cái sản phẩm áo này thì mình có để link ở phần mô tả của video, hay các bạn click vào đó xem tham khảo và mua nhé. Thì giá của nó hiện tại khi video đang làm video này là 180.000, nên các bạn có thể click vào đó xem để coi giá nó lên hay xuống nha. Thì mỗi thời điểm thì giá nó mỗi khác nhau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.